Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay 17 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam chính thức bước vào hành trình tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới năm 2023 với quy trình tham gia các hoạt động theo quy định của FIFA dành cho các đội dự World Cup. Chúng ta đã trải qua những chuyến tập huấn tại Đức, tại Ba Lan, cũng đã có những ngày tháng chuẩn bị tại New Zealand và giờ mọi thứ đã chính thức bắt đầu với tiêu chuẩn FIFA dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chia sẻ với báo chí trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Thanh Nhã đã nói lên tinh thần của toàn đội cũng như những bài học chúng ta có được sau những trận đấu đã qua. Mà hai trận thi đấu vừa qua thì bọn em cũng đã rút ra được những cái kinh nghiệm khi mà thi đấu với các đội mà có nền bóng đá mạnh như thế, thì bọn em cũng đang trong cái quá trình mà hoàn tất để có thể bước vào những cái trận đấu tại World Cup sắp tới, thì bọn em cũng sẽ cố gắng đem được những cái điều mà mình học hỏi mang tới World Cup và sẽ cố gắng có những cái trận đấu tốt nhất. Em nghĩ là một phần thể lực nữa, mình không thể nào bằng các cái đội châu Âu, cũng như là thể hình thì mình còn thua kém người ta rất nhiều. Nhưng mà không vì thế, tại vì bọn em luôn luôn có những cái ý chí cũng như có cái tinh thần để mà chiến đấu hết mình. Sau cái trận thua Tây Ban Nha thì bọn em cũng có một ngày để tập hồi phục, và sau đó bọn em tập với cái cường độ căng hơn để mà tiếp tục chuẩn bị tốt nhất cho cái vòng chung kết sắp tới. Thì hiện tại tinh thần của em cũng như là toàn đội đang ở trong cái tinh thần mà cao nhất, cũng như là luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và luôn luôn cố gắng có thể thực hiện được những cái trận đấu, cũng như là cố gắng có thể mang về những cái gì mà tốt đẹp nhất cho người hâm mộ, cũng như là mọi người luôn yêu thương bọn em. Vậy là chỉ còn 5 ngày nữa thôi, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân lịch sử tại World Cup khi chúng ta đối đầu với nhà đương kim vô địch thế giới đội tuyển nữ Mỹ. Vì vậy, thời gian không còn quá nhiều, các cô gái của chúng ta đang gấp rút nỗ lực từng ngày để có màn thể hiện tốt nhất trong 3 trận đấu sắp tới. Quý vị hãy gửi những lời động viên tới đội tuyển nữ Việt Nam trong phần bình luận của video ngày hôm nay. Ủng hộ video bằng những lượt like và chia sẻ ủng hộ kênh bằng việc bấm follow và đăng ký quý vị nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.